Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguồn gốc của ngoại giao cây tre Ngày 27 tháng 7, BBC Tiếng Việt có bài Ngoại giao cây tre từ đổi mới đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Theo đó, ngoại giao cây tre được đánh giá là một trong những di sản nổi bật về đối ngoại của Tổng Trọng Thực ra, đây là một chủ trương đã đi vào thực tiễn trước thời ông Trọng rất lâu Và đây là hình ông Hồ Chí Minh, người được coi là khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và cũng khai sinh nền ngoại giao cho Việt Nam cộng sản. BBC cho biết khái niệm ngoại giao cây tre lần đầu tiên được ông Trọng đưa ra hồi năm 2016. Hà Nội từ trước tới nay thường tuyên bố muốn làm bạn với tất cả các nước và thực hiện chính sách quốc phòng 4-0 với đường lối đối ngoại đa phương, quyển chuyển như hình tượng cây tre, cứng ngắt về mặt nguyên tắc, linh hoạt về cách thức, về chiến thuật thực hiện. Nhưng BBC khẳng định đây chính là phương châm mà ông Hồ Chí Minh đã nói trong giai đoạn chính quyền Việt Nam dân chủ cộng hòa mới ra đời, Dĩ bất biến ứng vạn biến, lấy cái bất biến là độc lập dân tộc để ứng phó với vạn biến của tình hình thế giới. BBC cũng cho biết, trước khi qua đời, ông Trọng đã kịp tiến hành những bước đi mang tính cột mốc. Tháng 9 năm 2023, Việt Nam đón tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, hai nước nâng cấp mối quan hệ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Tháng 12 năm 2023, Hà Nội đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai với Bắc Kinh sau nhiều năm lãng tránh. Và đây là hình ông Nguyễn Phú Trọng, cố Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. BBC dẫn truyền thông Việt Nam, theo đó ngày 19 tháng 12 năm 2023, ông Trọng đã tự hào nói rằng nền ngoại giao cây tre của Việt Nam ngày càng được quốc tế thừa nhận rộng rãi. BBC cho rằng tên gọi ngoại giao cây tre có thể được chính Tổng Trọng nói ra và được tuyên truyền mạnh mẽ dưới thời của ông nhưng thực ra đường lối đối ngoại làm bạn với tất cả các nước đã có một lịch sử lâu dài. Chủ trương này thể hiện trên thực tiễn với nhiều sự kiện nổi bật từ thập niên năm 1990 đến nay. Việt Nam gia nhập ASEAN, bình thường hóa quan hệ với Mỹ, xác định lại quan hệ với Nga và các nước Đông Âu thời hậu xã hội chủ nghĩa, tăng cường quan hệ với Trung Quốc, tham gia các diễn đàn đa phương quốc tế. Có thể thấy ngoại giao cây tre về thực chất là một chủ trương của Đảng Cộng sản đã đi vào thực tiễn từ rất lâu trước khi ông Trọng lên lãnh đạo Đảng. BBC dẫn lời ông Khang Vũ, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Hoa Kỳ nói rằng, chính sách ngoại giao cây tre của ông Trọng dĩ nhiên là có điểm yếu. Việt Nam không có đồng minh quân sự và không rõ có nước nào sẵn lòng giúp Việt Nam bảo vệ lợi ích khi có xung đột vũ trang. Nếu Việt Nam đủ quan trọng với các cường quốc thì họ vẫn sẽ giúp Việt Nam khi cần, kể cả khi Việt Nam vẫn giữ vững trung lập. Chính sự trung lập này giúp các cường quốc yên tâm là Việt Nam sẽ không làm tổn hại lợi ích của họ. Và đây là hình bản tin trên BBC. BBC trích lời giáo sư Alexander Von Wien từ Hoa Kỳ bình luận rằng chính sách ngoại giao cây tre chỉ phát huy tác dụng thời hậu chiến tranh lạnh. Trong thời kỳ mới, với tranh chấp Đông, Tây mới, Mỹ và phương Tây một bên, Trung Quốc và Nga một bên, thì công thức ngoại giao này không phải là giải pháp hữu hiệu gió to, gió lớn thế này thì tre sẽ không chịu được, bật gốc, chắc phải dùng biện pháp khác. Nói một cách hình tượng là cây tre Việt Nam hoàn toàn có thể bị con gấu trúc Trung Quốc gặm nhắm dần dần. Việt Nam phải tìm phương cách khác, ông nói. BBC tiếp tục dẫn lời giáo sư Abuja từ Hoa Kỳ nói rằng, ông không thấy ấn tượng trước ngoại giao cây tre của Việt Nam, vì chỉ mang tính biểu tượng, ông quan tâm nhiều hơn đến thực chất của các mối quan hệ. BBC dẫn thêm tác giả Thục Quyên từ Đức hồi tháng 9 năm 2023 bình luận rằng cây tre Việt Nam có trụ được trong gió bão hay không? Xét cho cùng là nhờ cái gốc vững hay không? Và đây là vấn đề nội trị, là năng lực làm việc của bộ máy do đảng Cộng sản lãnh đạo. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nguồn gốc của ngoại giao cây tre. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo.Đ Chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao tăng lễ một nhà lãnh đạo ý thức hệ giáo điều của Việt Nam lại quan trọng đối với các nước? Ngày 26 tháng 7, AFA Tiếng Việt có bài Ngoại giao đám tàn xoay quanh sự ra đi của ông Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, khi Tổng trọng qua đời, nhiều nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU đã cử chính khách cấp cao đến viếng. Mặc dù chuyến thăm của ông Blinken, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, nằm trong khuôn khổ chuyến thăm nhiều nước Đông Nam Á, và cuối cùng ông đã phải hoãn chuyến đi vì vấn đề Trung Đông, nhưng ông vẫn đến Việt Nam để thăm hỏi gia đình ông Trọng. AFA đặt câu hỏi, tại sao có quá nhiều nước cử lãnh đạo đến viếng tang lễ một nhà lãnh đạo ý thức hệ giáo điều như ông Trọng? Và đây là hình bài trên AFA. AFA dẫn lời giáo sư Nguyễn Văn Chữ từ Mỹ cho rằng, về vấn đề ngoại giao, tôi nghĩ có sự cộng hưởng, ảnh hưởng của các bên. Ví dụ, Mỹ cử ông Blinken đến Việt Nam thì Trung Quốc không thể gửi một người không danh tiếng tới đó mà cũng phải là tương tự. Cái này giống như lý thuyết trò chơi trong chính trị. Người này đoán người kia làm gì rồi chuẩn bị một cách làm để đáp lại. Mỹ gửi ông Blinken đi mà Trung Quốc cử ông thấp hơn thì cũng kỳ. AFA cũng dẫn nhận xét của luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada cho biết, Hoa Kỳ đã bày tỏ lời chia buồn đến Việt Nam sớm nhất. Chỉ một giờ sau khi Việt Nam thông báo ông Trọng từ trần, đại sứ Mỹ đã có lời chia buồn với Việt Nam và chưa đầy 24 tiếng sau, Tổng thống Biden đã gửi lời chia buồn đến Việt Nam. Tất cả những động thái này đều đi trước Trung Quốc. Khoảng 16 giờ chiều ngày 20 tháng 7, theo giờ Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc viếng ông Trọng. Theo luật sư Khanh, đây là một động thái hiếm hoi vì Việt Nam lúc đó chưa phát tan và chưa có thông báo tổ chức lễ viếng. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vì vậy, luật sư Khanh cho rằng có lẽ Việt Nam muốn dùng đám tang ông Trọng để tăng cường vị thế địa chính trị, địa kinh tế và an ninh. Ông gọi đó là ngoại giao đám tang. AFA cho hay không chỉ về mặt đối ngoại, đám tang ông Trọng cũng có ý nghĩa chính trị về đối nội lễ quốc tang của ông Trọng báo hiệu sự chấm dứt của một nhà lãnh đạo cũ và sự bắt đầu của một nhà lãnh đạo mới. Hầu hết các nhà quan sát đều cho rằng kỷ nguyên mới là của ông Tô Lâm. AFA dẫn lời giáo sư Abuja từ Hoa Kỳ cho biết, Hà Nội chắc chắn đang cố gắng phát huy các thông điệp chia buồn quốc tế để hợp pháp hóa chế độ, tăng cường tính chính danh của chế độ. AFA cũng cho hay, ông Trọng từ trần ngày 19 tháng 7, tuy nhiên Việt Nam đã dời ngày phát tan một tuần sau khi ông Trọng qua đời vào hai ngày 25 và 26 tháng 7. Không rõ có phải là ngẫu nhiên hay không, vì ngày 26 tháng 7 cũng là hạn chót Hoa Kỳ công bố kết quả thẩm tra Việt Nam có kinh tế thị trường hay không. Sau khi Việt Nam công bố ngày an tán vị cựu tổng bí thư, Hoa Kỳ đã quyết định dời ngày công bố kết quả thẩm tra nói trên sang đầu tháng 8. Và đây là hình chủ tịch nước Tô Lâm. Luật sư Vũ Đức Khanh đặt câu hỏi, liệu ông Blinken đến Hà Nội để làm gì vì nếu Mỹ tuyên bố từ chối công nhận Việt Nam có kinh tế thị trường vào đúng ngày an tán ông Trọng, thì đó có phải là một gáo nước lạnh tạc trước quan tài của ông Trọng hay không? Do đó, các bên sẽ có những cách ứng xử tế nhị phù hợp với tình huống. Giáo sư Nguyễn Văn Chữ cho rằng, thông tin Mỹ về ngày công bố kết quả thẩm định Việt Nam sang đầu tháng 8, khoảng sau một tuần, cho thấy có khả năng họ sẽ từ chối các quy chế này cho Việt Nam giáo sư chữ chỉ ra nhiều lý do để nhiều nước trên thế giới cử chính khách cấp cao đến viếng ông Trọng. Thứ nhất, cái đó nằm trong chính sách chung của Hoa Kỳ và châu Âu là xoay trục về châu Á. Việt Nam nằm ở vị trí quan trọng ở Đông Nam Á. Thứ hai, Việt Nam có một vị thế quan trọng trong ngắn hạn. Thế giới tìm cách rời khỏi Trung Quốc và cần có thay thế. Mặt khác, Âu Mỹ lại cũng không muốn Việt Nam ngã hẳn về phía Trung Quốc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao tăng lễ một nhà lãnh đạo ý thức hệ giáo điều của Việt Nam lại quan trọng đối với các nước? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.